Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại điểm may của anh Cường ở quận Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số phôi mai ha, giá thanh lý, vị nhanh tay dùng lại ha. Anh chị cũng lưu ý ha, mai vàng Thanh Tâm chỉ quay video giới thiệu cây kiểng cho nhiều chủ shop và nhà vườn ở khắp mọi nơi khi chủ shop và nhà vườn có nhu cầu quay cây nhé. Chứ mai vàng Thanh Tâm thì không có mua bán nha quý anh chị. Nếu quý anh chị có nhu cầu giao lưu cây kiểng thì vui lòng gọi trực tiếp đúng số của chủ shop, mình có để phần mô tả video nhé. Vì mỗi video là mỗi chủ shop khác nhau nhé, anh chị lưu ý điều này. Rồi, chào anh. Rồi, em chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em tiếp tục lên một số cây để giao lưu với anh em. Yeah. Anh em xem này, tham khảo cây nào dưới thì alo em ha. Số điện thoại thì cứ để em tiêu đề ha cả nhà. Yeah. Rồi, cây số 1 cao 50. Hoành 23 anh đây. Rồi. Cây này em để anh em 5 xị rồi. Rồi, 500 thôi quý vị. Vị nhanh tay dùng lại. 500 ngàn chứ quên. 5 xị. Cao 40. Hoành 21. Rồi. Rồi, cây số 2 này 300 ngàn. 300 thôi quý vị. Bao ship luôn. Mạnh dữ rồi, em trai. Cao 70. Hoành 27. Rồi. Cây số 3 này 1 triệu nha anh. Thôi, 1 triệu. Hoành to luôn, lực cây này. Cây số 4. Cao 80. Hoành 31. Rồi. Cây số 4 này giá 1 triệu 8 anh. Rồi, 1 triệu 8. Cao 90. Hoành 32 luôn. Rồi. Cây số 5 này giá 1 triệu 6 anh. Rồi, 1 triệu 6. Cao 90. Hoành 31. Rồi. Cây số 6 này giá 2 triệu 2 nha anh. 2 triệu 2. Tính phụ thái luôn á. Cao 60. Hoành 30. Rồi. Cây số 7 giá 1 triệu 3 anh. 1 triệu 3. Cao 60. Hoành 24. Rồi. Cây số 8 này giá 600 ngàn nha. 600.
cao 90. Hoành 33 luôn. Cây số 9 giá 1 triệu 6 anh. 1 triệu 6. Xả giá cho anh em chơi. Cao 1m1. Hoành 32. Rồi. Cây số 10 này giá 1 triệu 8 nha. 1 triệu 8. Cao 50. Hoành 25. Cây 11 này giá 1 triệu 2 anh. 1 triệu 2. Cao 50. Hoành 26. Cây 12 giá 900 nha. 900. Hoành to nhé nhỏ. Cao 50. Hoành 22. Cây 13 này giá 500 à? 500. Cao 40. Hoành 22. Rồi. Cây 14 này giá 400 à? 400. Đây nặng không? Ây da, dữ. Cao 80. Hoành 30. Rồi. Cây 15 giá 1 triệu 4 anh. 1 triệu 4. Cây này nó là hết cây bự rồi không? Cao 70. Hoành 32. Rồi. Cây 16 này giá 2 triệu nha. 2 triệu. Cao 50. Hoành 25. Rồi. Cây 17 này giá 500 ngàn anh. 500. Rồi, để VIP nè. Cao 80. Hoành 27. Rồi. Cây 18 này giá 900 ngàn anh. 900. Cao 40. Hoành 24. À.
Cây 19 này giá 500 nha. 500. Cao 45. Hoành 21. Cây 20 này giá 400 à? 400. Rồi, em hết rồi, em cảm ơn tất cả anh em đã xem clip nha. Anh em xem thấy cây nào với giá cả hợp lý ủng hộ em cảm ơn nhiều ạ. Rồi, xin cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Cường. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.